Nó lôi thì sau bao nhiêu ngày nó giật mình, thì bây giờ mình đã xử lý được đó. Giờ nước ở dưới giếng đang bơm lên nè, đây mình khóa lại cho nước nó bơm bên kia rồi. Thì lên coi cái hệ tấm binh nha. Nói chung là bữa mình làm rồi, nhưng mà sao cái bình lưu trữ nó, cái mạch của nó bị ngủ đông, nên thành mình đã đổi cái lưu trữ khác cho ảnh. Đây đây là dàn binh rồi, này là 8 tấm, 8 tấm công suất 450. Cái giếng của ảnh nằm ở đây nè đó. Để anh bơm nước lên mấy cái hồ này nè, và anh tưới hết cái dàn bít phun của cái đám đồ mộc này ở trên đây. Dưa trái, dưa này dưa hồng trái quá chừng luôn đó. Anh em nào mà mua dưa hồng á là không biết nhiêu ký luôn, liên hệ luôn. Em hái dưa hồng bán luôn chứ, giật em quá mà. Đây đây là bộ lưu trữ. Sao chạy con lưu trữ 48V 100Ah. Đây là cái bình lưu trữ. Đây, tải đang chạy nha. Tải đang chạy để coi thử. Tôi sẽ cái đèn này sáng kỳ ta. Tải luôn. Ha. Cái này chói quá ta. 1 ký 9.